Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, The Voyeur là một bộ phim chính kịch khiêu dâm năm 1994 của Ý, do Tinto Brass viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim có tên tiếng Ý là Lumo Che Guarda, được chuyển thể miễn phí từ tiểu thuyết cùng tên của Alberto Moravia. Nội dung bộ phim nói về một giáo sư đại học đang cân nhắc xem liệu người cha ốm yếu của mình có thể dính dáng gì đến vị hôn phu quyến rũ của anh ta hay không. Bộ phim có sự tham gia của người mẫu Playboy người Ba Lan Katarina Vasilia, một trong những gương mặt rất được trông đợi trên màn ảnh phim khiêu dâm. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Francesco Caselli đóng vai Dodo, một giáo viên ngữ văn trẻ tuổi đẹp trai. Anh có một người vợ xinh đẹp là Silvia, do Katarina Vasilia thủ vai. Họ cùng sống chung dưới một mái nhà với người cha đang nằm liệt giường của Dodo, Pakesi. Mối quan hệ của Dodo và vợ sớm được miêu tả ở đầu phim, trong một cảnh dạo đầu thân mật. Silvia thay quần áo trước mặt Dodo, cho phép chúng ta có ấn tượng đầu tiên về Katarina Vasilia, một cô gái tóc vàng xinh đẹp, cao lớn. Cô ấy hành động khá hợp lý. Cảnh tình dục giữa cô ấy và Dodo khá thân mật, nhưng có cảm giác rằng cô ấy không được thỏa mãn. Cảnh sau đó được chuyển đến một nhà hàng Trung Quốc, nơi Silvia nói với Dodo rằng cô phải tạm rời xa anh ta một thời gian để chuyển đến sống với một người gì. Điều này làm anh khó hiểu. Rõ ràng anh và Silvia là vợ chồng mới cưới, và anh ta không biết tại sao vợ anh ta lại bỏ đi. Anh ta bắt đầu sống một cuộc sống thụ động và dành nhiều thời gian hồi tưởng về Silvia. Anh ta không hề biết rằng Silvia đã rời khỏi căn hộ để tránh xa một người đàn ông khác nhằm chấm dứt một cuộc tình mà Dodo không hề hay biết. Người đàn ông đó chính là Pakesi, cha của Dodo, người đang nằm liệt giường sau một cú ngã bí ẩn. Mọi hoạt động của ông ta giờ đều trông cậy vào y tá Fauta, người vừa chăm sóc các nhu cầu y tế và tình dục của ông. Dodo rút lui không đáp lại hành vi khiêu khích của cô và bị đẩy lùi bởi tính dục tràn lan của cha mình. Nhưng bản thân anh vẫn luôn rình rập và nhìn trộm cô ấy. Càng ngày Dodo càng mơ tưởng về Silvia. Sự vắng mặt của cô ấy khiến anh hồi tưởng về người mẹ đã qua đời trước đây của anh. Một đêm nọ, có một người phụ nữ bí ẩn trong phòng ngủ của cha anh, và vào buổi sáng, Fauta nói rằng đó chắc hẳn là Silvia, vì cô ấy vẫn còn có chìa khóa cửa. Sau đó đột nhiên Silvia nói rằng cô ấy muốn quay trở lại căn hộ và gợi lại cho anh nhớ lại cuộc tình của họ đã bắt đầu như thế nào. Cuối cùng, Dodo nhận ra rằng sự thân mật tình dục của anh ta không còn có thể giới hạn là một kẻ bị cắm sừng. Sau đó họ cùng nhau rời đi khỏi ngôi nhà. Đối với tôi, đây quả thực là một bộ phim khiêu dâm kinh điển tuyệt vời. Nó thực sự gây ra sự chú ý đối với bất kỳ người đàn ông nào khi tập trung khai thác sự khỏa thân của những người phụ nữ tuyệt đẹp. Nhưng không phải ở một cách bẩn thỉu, mà là đánh giá cao vẻ đẹp của người phụ nữ. Đây là một bộ phim thông minh. Tinto Brass đã cố gắng làm cho người xem phải suy nghĩ thay vì mục đích khiêu dâm thông thường. Nhưng dù sao, tôi cũng khuyến cáo các bạn về những cảnh khỏa thân. Đôi khi Brass đi quá xa khi mô tả một cách quá trần trụi và chân thực. Trong phim, nhân vật chính của chúng ta, Dodo, gặp khó khăn trong tình dục do một loại ám ảnh cưỡng chế nào đó. Trong suốt toàn bộ phim, chúng ta có cảm giác như anh ta không có động lực, không có ham muốn. Anh ta dễ dàng khước từ sự khiêu khích từ Fauta và hai cô sinh viên trong lớp của anh ta. Khi bị họ khiêu khích, Dodo luôn chỉ là người quan sát chứ không phải là người tham gia. Anh phó mặc họ. Điều này đúng với nghĩa đen trong tiêu đề tiếng Ý là người đứng xem. Có thể rắc rối của anh ấy là do khi còn nhỏ, anh ấy quá gần gũi với người mẹ hiện tại chết của mình. Người không chỉ phải đáp ứng nhu cầu của chồng, mà còn phải chia sẻ ông ấy với vô số phụ nữ khác. Trong các bộ phim của Brad, người phụ nữ thực chất là một tình nhân. Brad đã làm việc với một số nữ diễn viên có năng lực, nhưng có vẻ như Katarina Vasilia không thực sự thành công trong điện ảnh. Nhưng với tôi, cô ấy thật xuất sắc, một huyền thoại, và là một nữ diễn viên đình đám. Cảnh cô ấy cố tình khiêu khích một vị khách người châu Á trong một nhà hàng Trung Quốc ngay trước mặt Dodo là một cảnh thực sự rất kích thích. Ngoài ra, Cristina Gravaglia cũng rất xinh đẹp và nổi bật. Cô ấy xứng đáng có một sự nghiệp thực sự. Thật may vì chúng ta được chứng kiến hai người phụ nữ tuyệt đẹp này cùng xuất hiện trong một bộ phim được cho là một trong 10 bộ phim khiêu dâm hay nhất từ trước đến nay. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.